Xin chào các bạn đã đến với máy chím gỗ Đại Phúc Vinh. Tiếp tục về series giới thiệu sản phẩm. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn máy khoan ngang CNC, model là CNC 2500B2Z. Đấy, với cái model này thì chúng ta sẽ được option cái trục Z có thể chạy lên xuống được. Nó có thể đáp ứng các công việc như là làm mộng thêm, công việc là làm mộng âm, làm mộng dương, làm các mộng tròn, mộng oval, vân vân. Sau đây chúng ta sẽ ở bên đây là cái bộ phận trục dao. Thì đối với máy những máy thông thường ấy thì sẽ chỉ có hai trục dao thôi, và cái trục Z này nó sẽ chỉnh cơ. Trục Z này chỉnh bằng cơ. Tuy nhiên là cái máy này sẽ được offset option cái trục Z này này. Nó chạy bằng motor AC servo. Đó, nó có thể chạy lên xuống được. Đó, vì vậy ấy, là những cái công việc như trước đây như là máy khoan bình thường có thể làm được, ví dụ như là khoan cam, khoan chốt này. Đó, hoặc là chạy rãnh ngang. Thì cái máy này hoàn toàn có thể làm được. Ngoài ra nó cũng có thể khoan được, ví dụ nó khoan được cao thấp nhiều vị trí khác nhau như thế này này. Đó, khoan được cao thấp. Đó, nó chạy được những cái rãnh mà có viên dạng phức tạp, ví dụ như là chạy từ trên xuống dưới này, chạy dưới lên trên này. Đấy, những cái rãnh ví dụ như rãnh cong này, rồi rãnh ấy. Ngoài ra là rất quan trọng là nó sẽ có thể làm được cái mộng âm, mộng vuông như thế này. Đó, ví dụ như chúng ta làm bản lề cửa đấy cũng có thể áp dụng được cái này. Đấy, nó có thể làm được những cái lỗ tròn như này đấy, và lỗ ở đây cái lỗ oval này nó cũng làm được luôn. Đó, rất là hay. Khi mà offset option cái trục Z thì chúng ta sẽ có cái chức năng này, và vẫn có những cái chức năng làm khoan cam, khoan chốt này, một cái máy rất là hay. Ngoài ra nó còn có chức năng làm mộng dương nữa. Đó, nó có thể làm được mộng dương như này, làm một mộng, hai mộng, ba mộng. Đấy, tùy vào cái số lượng mộng của mình có thể làm được hết. Rất là hay. Bên này ta sẽ xem bên này. Bên đây là phần mặt điều khiển này. Đó, ở đây là những cái chế độ mà làm mộng này, ví dụ làm mộng thông thường này, làm mộng khoan cam, khoan chốt này. Đấy, đây là khoan điểm mù này, rồi chạy rãnh này. Đấy, rồi chạy nhiều rãnh này. Đấy, những chức năng này thông thường này thì những cái máy kia vẫn làm được rồi. Ở đây chức năng này là quét G-code này. Đó. Ngoài ra nó còn mở rộng thêm những cái chức năng khác. Như ở đây là dưới này là chức năng làm mộng dương. Đó, có thể làm mộng dương này, chúng ta điền theo cái sơ đồ vào là làm được thôi. Đó. Rồi chức năng bên này. Đó. Chức năng bên này là làm mộng âm. Có thể làm nhiều khoan này, rồi chạy rãnh này, rồi chạy cung này, rồi làm mộng âm, làm mộng vuông này, rồi làm mộng tròn này, làm mộng oval này. Tất cả trên này thì đều có sơ đồ. Sơ đồ như này này, chúng ta điền theo cái sơ đồ này. Ví dụ như X là gì, Y là gì, A, B, chiều rộng mộng. Đấy, chúng ta có thể điền thẳng vào trực tiếp, rất là hay. Bên này. Đấy, với phiên bản motor 6kW này thì motor này là motor 6kW. Ngoài ra còn phiên bản motor 3.5kW nữa. Với phiên bản này thì nó hoàn toàn đáp ứng được tất cả các nhu cầu trong một xưởng chế biến gỗ. Đây là phần về cái hệ thống động cơ. Thì nó sẽ có 3 trục, trục X, trục Y và trục Z. Toàn bộ là động cơ sẽ đến từ hãng Delta AC servo. Trục Y và trục Z cũng đến từ hãng Delta. Cũng giống như những cái máy tải nặng khác thì cái máy này cũng được kết cấu từ hệ thống dây trượt nằm ngang. Dây trượt nằm ngang thì trong quá trình hoạt động ấy thì máy chạy rất là cân bằng, dẫn đến là độ bền rất là cao. Những cái máy mà tải nhẹ thường thì người ta sẽ gắn dây ở trên cái phần thân máy này. Đó, dây trên thân máy thì khi mà làm việc thì máy chạy đi chạy lại cũng không được độ bền cao như cái máy này. Vừa rồi là sơ lược về máy khoan ngang CNC 2500B2Z. Máy khoan ngang được option trục Z. Máy này rất cần thiết trong xưởng sản xuất gỗ. Một cái máy đa năng, đa dụng, vừa khoan, vừa chạy rãnh, vừa làm mộng. Đấy, làm mộng âm, làm mộng dương. Rất là hay. Quý khách có nhu cầu mua máy khoan ngang, xin liên hệ công ty Đại Phúc Vinh tại các chi nhánh Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại ở những video lần sau.